rất vui. Cây cối nó rủ vôi nhiều lắm, cái cây nó mới mới quấn á. Vâng. Đấy kìa, cứng lắm mẹ. Hai thằng nó bổ rồi xong nó vặn kìa. Mình ở ngoài nghe chết. Cái nhà thợ nó lên nó làm. Ừ. Chứ cây này chắc nó nhập hay sao chứ? Hả? Mình làm gì trồng cây này? Đâu? Mình chất tưởng những cái này nó nhập về chứ. Mua ấy. Vâng, giống chắc nó nhập ở đâu ấy chứ. Không biết được. Nó có là bên bên Nhật nhiều lắm. Nó mua về cái... Nhật với Hàn Quốc hay có. Ừ. Cái loại lá tùng. Kim này, đây nó gọi là tùng kim. Tùng lá kim. Nó gọi là tùng kim. Tùng lá Hán này lá to hơn. Quay cây. Cây này mới tỉa không?